rồi chưa có thể nhớ rồi đấy anh em thấy chưa, cảm ứng đô sướng lắm, máy nhỏ nhỏ tí mà cảm ứng là có 4K rồi này đấy. Hello, xin chào anh em nha. Mình vừa mới hiện tại giờ và mình vừa mới đi làm về này. 12 giờ trưa rồi. Nóng kinh khủng. 12 giờ nắng quá đi. Vừa làm về rồi ghé vào company mua ngồi cho mát xí, về nhà nóng lắm. Mua sữa chua ăn này cho mát, nóng quá đi. Đấy. Cho anh em qua sữa chua này. Đấy. Hôm nay mình làm nửa ngày thôi, làm bù vừa rồi thứ tư được nghỉ, thứ tư công ty mình có việc nên phải nghỉ, được nghỉ nên giờ thứ bảy làm bù nửa ngày, sáng thứ bảy thôi. Giờ là 12 giờ hơn đó, chưa là mấy giờ rồi? 12:34 rồi. Anh em thấy chưa? Nóng lắm. Mình đang ngồi ở company, đây cho anh em coi company này. Company đấy, cửa hàng tiện lợi ấy, Family Mart. Ok chưa? Trời nóng quá, cùng chả muốn ăn trưa nữa. Mình ghé vô Company mua cái này, sữa chua này, ăn giọt sữa chua Vinamilk của Việt Nam luôn đấy. Và thêm một chai trà sữa milk thịt đấy. Ok chưa? Giống viên là miêu luôn nè, đã chưa? Nhà ăn trưa quá, làm mẹ sẽ chúa cho móng về ngủ đấy. Ngồi đây luôn rồi, tiền thì cho anh em xem một cái mình mới tàu đấy, đẳng cấp luôn đây. DJI Osmo Action. Đấy. Mình mua cái máy này là 4.3 đúng không? Để mình lấy phiếu cho anh em coi. Thôi khỏi cần phiếu đi. 4.3. Rồi mình mua thêm một cái thẻ nhớ nữa, 32GB nữa, tầm 2cm nữa, hơn 2cm. Rồi một cái cái phụ kiện của GoPro. Một cái phụ kiện của GoPro. À, Konnichiwa. Mình vừa mới gặp người công ty, họ tới đây mua đồ. Đây, một tay cầm của GoPro đây, cho anh em coi. Tay cầm mà đeo lúc đi chơi đâu, đeo lên tay á. Đấy, đeo vào cổ tay. GoPro. Này là chữ GoPro không hả? Khó thấy. Tất cả hết luôn là tầm 5 mán á, 10 triệu khoảng, vào khoảng 10 triệu tiền Việt. Đấy. Thực ra mua máy này á là mình phải cùng tiết kiệm tiền nhá. Lúc đầu là không dám mua đâu, vì cũng khá là nhiều tiền mà. Sau nghỉ đi nghỉ lại thôi, năm cuối rồi sắp về nước rồi. Giờ muốn mua thì cũng tiếc, và là thích cái máy này mà. Tính mua GoPro, nhưng mà GoPro đắt hơn tầm 2 triệu, 1 triệu rồi đến 2 triệu á. Thì phụ kiện nhiều hơn là đúng rồi, phụ kiện GoPro nhiều lắm, mười mấy thứ lắm. Còn đây là phụ kiện của con này này, DJI Osmo Action này. Anh em coi này, phụ kiện được không? 1, 2, cái khung nữa là hết. Cái hộp đựng pin chính cái là sổ, không có gì cả. Mà cái hộp của GoPro, cái đồ phụ kiện của GoPro là nhiều lắm. Nhưng mà vì trước đây là mình có mua đâu cái máy rẻ tiền á, mà hắn cho phụ kiện nhiều dễ sợ luôn, cũng ngang ở GoPro á, máy có mấy cm nè, còn mấy trăm nghìn nè, nên thôi mình vừa là cũng thích con này nữa, mua con này được phụ kiện ít thì mình lại phụ kiện bên kia mình dùng đấy. Anh em thấy chưa? Đó lắm. Thứ nhất là mua cái này là vì mình thích thôi. Thứ hai này là vì hàng tiền cái này hình nhỏ lắm. Lâu nay mình quay những clip trước đấy anh em xem á,
Trở về trước là toàn là quay bằng điện thoại cầm mỏi tay lắm. Giờ mình quyết định mua con này cho nhà nhỏ gọn. Đấy, mình không phải là reaction đâu gì đâu. Mình làm để mình nói là mình mới tàu. Mình cho anh em biết là mình mới tàu em này về. Đấy, nỗ lực làm việc, cố gắng có tiền mà mua được cái máy những thứ mình thích nhá. Cái máy này giờ mình bị sai này. Thực ra là mình đi mua là thằng ai mình đập hộp đó. Vừa mua xong cái là hắn chạy ra ngoài khui luôn rồi. Mình còn chưa kịp cầm nữa, hắn mở ra hắn xem luôn rồi. Giờ mình được sơ vào đây. Đã mua được cái máy thích lắm. Thử mở máy lên đấy con này. Đấy, chờ anh em coi này. Đấy, cho anh em xem này, mình mới mở máy. Mình mới mở máy lên này. Mua hai uống nước đá nhiều giờ viêm hồng rồi. Biết nhanh ngay rõ. Đây. Rồi, chưa có thể nhớ rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Cảm ứng đô sướng lắm. Máy nhỏ nhỏ tí mà cảm ứng là có 4K rồi này. Đấy, 4K này, 60 frame này. Quay phê luôn. Bên này chỉnh cái gì này, mình chưa tìm hiểu. Đây lên đầu tiên mình dùng cái máy này mà. Mình nói cái này nói anh em thôi. Mình phải reaction với cái máy này. Mình không rành đâu. Anh em muốn biết thì có thể lên YouTube đó. Hắn dạy hết tất cả mọi thứ luôn. Mình đang học đến đấy. Xem cách sử dụng cái máy này. Mình chưa rành lắm. Đấy, ok chưa? Trời ơi này, 4K luôn mà. Máy quay phim chất lượng cao luôn, phế. Sướng. Thôi, để về nhà may mò sau. Sữa chua ngon, ăn hết rồi. Làm mẹ trà sữa. Anh em uống trà sữa nha. Đấy. Miêu thất. Đấy, anh em thấy chưa? Trà sữa. Ok đó. Làm clip để mà chào mừng em về với đội của anh. Đấy. Mời tàu em nay sướng. Thích lắm. Rồi ok. Anh em biết cách sử dụng máy này thì cách sử dụng máy này thì anh em có thể lên YouTube xem đâu các kiểu họ dạy nhiều lắm. Còn mình thì chưa dùng máy này lên nên mình không thể dạy cho anh em, không thể giải thích cho anh em biết được. Đấy, mình đang học mà. Ok. Chiều mình ra biển, mình đi tắm biển để mình quay cho anh em xem. Xem cái chế độ chống rung, chống đô, nghe chống nước, chống rung đô dễ sợ lắm các kiểu. Nghe dễ thiêu dữ lắm, ngang GoPro 7. Ngang ngựa luôn á. Xem diệt GoPro 7 gì đấy. Ok, bye anh em nhá. Hẹn anh em mời những clip tiếp theo. Đấy. Tinh. Ra ngoài biển đông thì sợ luôn anh em. Chưa đi ra biển cho máy tắm luôn. Có thử máy giới thiệu tâm cờ từng mô mà. Chống nước chống đô các kiểu. Đủ, hôm nay tắm được rồi anh em ơi. Hôm nay tắm không được rồi. Sóng to quá. Trời ơi, sóng cao lụt đâu thế này tắm không được rồi. Nguy hiểm lắm. Trời ơi, sóng giờ. Anh em trong máy biết thế nào chưa? Bên ngoài to lắm, bên ngoài sóng dễ sợ lắm. Ồ, sóng cao hơn đâu á. Dễ sợ quá. Bữa trước tại biển mình đây có 4 người Việt Nam chết rồi. Mình thấy đáng tin lâu rồi. Trên thời sự Nhật á, có 4 người Việt Nam chết ở biển này, biển mình đang đứng đây này. Đó. Biển Hamamatsu, Shizuoka. Tầm 4 rưỡi 5 giờ là họ ra họ lượt ván nhiều lắm. Còn mình bơi không có pháo không có gì hết thì nguy hiểm lắm. Thôi bơi sau. Thế anh em thấy không? Sóng đập quá cái bãi đá này là khủng khiếp lắm á. Sóng kinh khủng luôn. Trời ơi. Trời ơi. Sống dễ sợ sống. Thôi bye anh em nha. Có chí rồi bữa sau. Bữa sau mình tắm ra mình quay cho anh em coi.
biển sóng dữ quá. Bye anh em. Bye.